buộc tất cả các làng đều phải tham gia. Thế nhá. Xưa giờ ta chỉ buôn bán chưa từng đi đá bóng bao giờ, tự nhiên sao lại sinh ra vụ này nhở? Nhưng lệnh vua từ trên xuống, bây giờ ta mà trốn không làm thì chết luôn cả làng. Mà bây giờ thì thua chắc, thôi bà con xem có cách nào để khiến cho làng ta thêm tự hào. À, nhờ con bé kia đến đây nghĩ cách giúp mình. Giờ tìm đâu ra nhiều người như thế, trong làng ta đâu ai biết chơi môn này. À có ngày rồi người tiềm năng đây chứ đâu. Làm tiền đạo ok này, qua người tinh tế. Ông đằng kia xem ra rất biết kỹ thuật. Có hai người đôi bóng xe bớt gian choan. Ôi trời ơi, người này chạy siêu nhanh, hợp làm tiền vệ cánh. Ơ kìa, ông kia đang phát huy sức mạnh. Chức vô địch năm nay ta sẽ quyết tranh. Đội hình bên ta cần một thủ môn nữa. Trông hằng mang ngang hay nông nấn nông nghề. Ê vứt tao mượn chiếc dép, tao ném xem.